Bà bá đem gì về bà bá? Dạ sư ạ. Sư mong ạ. Chị chỉ nha sư hả? Dạ sư. Dạ sư. Dạ sư. Dạ sư. Dạ sư. Dạ sư. Bánh trung thu à. Dạ sư. Dạ sư. Dạ ê, tên xe xe. Qua giờ tên hả? Nhớ tên. Nó cứ tên, nó cứ hở và lẹ. Nó cứ tên gì? Nó cứ hở. Nghe. Nghe, tên, tên, cái tên. Đi. Nó cứ tên phân ở liền mày, phân này cứ hở. Phân xe này. Phân này cứ hở. Ủa? Ủa dạ. Khi tôi có sọt là tôi có. Hảo xe mấy, qua hình trang đi. Hình trang đi. Ý đi khai kiểu thăm ảnh đi, lên mà má khai. Trời ơi. Con nhớ chờ nè. Đi khai kiểu thăm ảnh chưa nè. Wow, chị chế đi khai. Chị chế xíu khai hảo xưa mà. Hảo xưa mà. Bà ba. Mì mì, vui vui khai. Giờ liễu liễn. Nghe thấy tiếng hầu liễu. Giờ liễu liễn. Yên nhau là. Giờ liễu liễn. Nè, xin chào, cô đâu, cô đâu. Nè, chị sẽ sửa liễu liễn này. Ừ, chị sẽ sửa liễu liễn thôi mà. Nè, cái này như cái như sầu riêng nè, thơm quá. Hảo sư mà chạy chán. Kìa má sư không hả? Hảo sư hả? Thành yên nhờ. Hả có sư đi, hả sư. Kìa má sư đi. Nè, mấy cơ khác. Chị có dùng một khá lần. Khai em thì. Quá mì á. Thích kinh mê. Ồ, mì á. Được pink mê. Cơ sư yellow mà. Thay thay cơ của sư. Nó là màu color. Của nhau. Blue color. Yellow. No yellow. No I want lady. Bây giờ bỏ lát. Bây giờ bỏ lát. Only color. Chị cần green color. Green. Này này chị cần. Nhớ bố đi xem mà. Nhớ xem mà. Xem mà. Xem mà gì? Liễu liễn. Sẽ bố liễu liễn hả? Ừ. Hình như là cái nào cũng là nhân sầu riêng hết. Thế là sầu lát nha. Nè, hào lạ. Nói gì rồi yên? Hả? Nói gì yên chân nha. Yên mà. Thích sầu mơ quá. Nhân sầu riêng hết. Liễu liễn á. Cho hiểu rồi mà. Cho hiểu mà. Liễu liễn sầu riêng. Ngon không? Ngon hả? Hả? Thì mình chuyển bây giờ đi. Wow. Mimi giàu. Mimi giàu rồi mà. Cũng quên à. Hả? Cũng quên rồi con sư hả? Hehehehe